Hello, xin chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay thì mình đang ở tại 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, showroom Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay Thiên Vũ có thay đổi một chút xíu, là có fix lại các showroom một chút xíu. Mình có thông phía này, thông ra phía sau mà. Nó sẽ có bên trong, mình sẽ có trưng bày một số các dòng loa mini, những dòng sao ba và những dòng nghe nhạc. Sau cái đợt này thì mình sẽ có nghĩa là mình sẽ fix lại một số các sản phẩm để coi mình lựa chọn những sản phẩm nào bắt đầu mình tiếp tục kinh doanh, những sản phẩm nào bên mình sẽ bỏ mẫu và mình không kinh doanh nó nữa. Nói chung là tóm gọn rồi là gọn lại cái những cái model mình đang xài và bắt đầu phát triển ra những model mới. Thì chính vì những sự thay đổi đó nên là chúng ta có clip hôm nay, một clip về thanh lý sản phẩm hi-fi không liên quan đến karaoke. Thì với clip vừa rồi là clip thanh lý sản phẩm karaoke thì rất là vui khi được sự ủng hộ của tất cả các quý khách hàng trên toàn quốc. Nói chung là mình mới up hôm trước là hôm sau là coi như tất cả các sản phẩm trong clip đó đã được đến tay khách hàng hết rồi. Mình rất là vui, mình rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ, luôn ủng hộ và tin tưởng vào Thiên Vũ. Ok, không có dài dòng nữa, mình sẽ đi vào trong và mình xem là có những model nào mà nó bên mình bỏ mẫu mà bên mình cần thanh lý thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Bắt đầu thôi. Ok, mọi người thấy sao không gian? Cái không gian này mình cũng chưa làm xong đâu, mình cũng chưa làm xong đâu ha. Thì chắc đợt sau đi có bạn Hạnh hoặc là anh Vũ, anh sẽ review lại toàn thể cái khu vực này. Thì để cho mọi người xem là bên mình sẽ trưng bày cái gì. Ok, thì mình hiện tại nó mới sơ sơ thế này thôi, nó còn bụi bẩn khá nhiều, nó mới xong hôm qua, hôm nay mình quay luôn nữa. Ok, rồi đầu tiên mình sẽ đến với loa SATA. Mình có một clip xem xét đây rồi, nên là không có quên được. Ok, đầu tiên sẽ là một dòng gì đây? Cliff, một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ nhà phân phối 3 sao. Dòng này vô Việt Nam cũng, cái thương hiệu này vô Việt Nam rất là lâu rồi. Dòng này là một dòng gọi là loa stand floor, vừa để nghe nhạc này, vừa để xem phim được này, rất là ok. Dòng này thì nó là dòng giá rẻ thôi, nó chỉ đâu độ khoảng 14 triệu khi mọi người mua cả sản phẩm mới thôi. Tuy nhiên là dòng này thì bên mình nó không có hợp lắm đối với tai nghe bên mình. Tại vì cái màng này như nó bị giả, này là màu ấy thôi chứ nó không phải màng nhôm thiệt. Cái màng này màng nhựa nên mình cũng không thích lắm. Sản phẩm này như trưng bày showroom là nó bị trầy một khúc ở chỗ này. Nên mọi người coi thì mọi người thấy này. Bạn quay phim bạn quay rõ rõ xíu cho mọi người thấy nha. Đây nó bị trầy khúc này. Hiện tại là nó chỉ bị một chút xíu chỗ này thôi, là phía mặt tiền thôi, còn lại là hầu hết các sản phẩm là đều như cũ, không có gì. Con này là bụi bẩn thôi, nên này là dơ bụi bẩn khủng khiếp thôi đó. Này do bên mình làm nên cho là nó hơi dơ xíu đó, nhưng mà nói chung là sản phẩm này ngoài cái chỗ cấn này ra thì sản phẩm này còn hoạt động online ok, không vấn đề gì. Thì hiện tại sản phẩm này có giá lẻ đâu đó 14 triệu đúng không? Thì những sản phẩm bên mình hôm nay bên mình giới thiệu thì nó sẽ không còn thùng nha mọi người, nó không giống bên karaoke. Mấy dòng này bên mình tháo thùng vứt hết rồi. Thì bên mình sẽ thanh lý cặp này tầm khoảng 5 triệu thôi. Đó, 5 triệu cho một cặp loa vừa có thể nghe nhạc nè, vừa có thể xem phim trong một cái phòng diện tích đâu đó khoảng 20m² là ok, ngon lành, thoải mái. Coi như là một cái giá rất là hữu nghị để mọi người có thể trải nghiệm chất âm của clip ha. Rồi, ok, tiếp đến là một thương hiệu đến từ Mỹ tiếp. Lại một thương hiệu đến từ Mỹ, đó là thương hiệu JBL. Dòng này là dòng JBL A190. Dòng này thì được bên nhà phân phối PGI, một cái nhà phân phối cũng rất nổi tiếng của các dòng JBL được phân phối. Con này thì đợt trước mình trưng bày showroom nó khá là mới. Tuy nhiên đợt rồi anh em sửa showroom sao rớt cái máy lạnh, rớt nguyên cái lưới máy lạnh gì rớt bọc xuống này, sức một tiêu chảy bánh sơn nè, báo không à, thấy không, báo quá báo luôn á. Rồi xong cái con này bây giờ giá lẻ đâu đến 24.900.000. Thì mọi người nghĩ con này nên thanh lý bao nhiêu rồi, tại vì thật ra cái này nó dính cái mặt tiền nó cũng hơi xấu, nhưng mà đương nhiên cái này là tại vì mình sơ thôi nha mọi người, gắn lưới vô không thấy nha. Nên là con này thôi ok, mình sẽ thanh lý cho mọi người một cái giá trải nghiệm cực kỳ ưu đãi, đó là 8 triệu cho một cặp loa A190 nha, 8 triệu. Đáng nghĩa con này mà không xước mình bán tại tầm 10 triệu á, nhưng mà nó xước rồi cho mình bán 8 triệu rồi. Tích âm thì không ảnh hưởng gì hết, nó chỉ bị chảy một chút xíu chỗ này thôi. Ok, JBL A190 8 triệu. Rồi tiếp đến tiếp tục đến với nhà JBL ha.
Nhưng mà cặp này thì là dòng đời cao hơn. Dòng này là Studio S690, màu gỗ mà tông đỏ, màu cherry, nó cũng tương tự giống màu cherry ạ. Cặp này thì lại hay một cái là vừa có một cặp phông, vừa có một cái center, dành cho những khách nào mà thích làm một bộ xem phim á, cinema, chỉ cần mua thêm một cặp surround gắn phía sau nữa là ok luôn, coi như là thành một dàn xem phim luôn. Đương nhiên phải có âm ly nhé, đương nhiên phải có mình xài những âm ly này. Cặp này thì giá lẻ hiện tại của nó đang là 53.900.000, 53.900.000 cho một cái cặp JBL S690 rất là to, rất là hoành tráng ở đây. Đó, giá lẻ của con này như vậy thôi, nhưng mà giá chiết khấu thì giá bán cho mọi người. Mà con này như mới nha, con này không có bị chảy xước gì nha. Con này là được bảo, gọi là gì ta, bảo vệ khá là kỹ, bởi vì thật ra giá trị nó khá là cao, nên là mình cũng để ở một cái showroom mình cũng trưng vậy thôi, chứ nhiều khi cũng ít mở lên cho mọi người nghe. Khách hàng nào test thử thì mới nghe thôi. Đó, thì giá cặp này đâu mình thanh lý đâu khoảng 23 triệu thôi nha mọi người. 23 triệu cho một cặp loa S690. Và đi cùng với nó là dòng center là S625. Màu tương tự luôn ha, S625. Dòng này là dòng center ha, giá lẻ đâu 14.900.000. Nhưng ok, hôm nay mình sẽ thanh lý luôn cặp này với giá là chỉ có như mới ha. Cặp này mình sẽ thanh lý là nửa giá, tầm này tầm khoảng 6 triệu cho một cái nha, cái này là cái 6 triệu cho một cái center này. Dĩ nhiên nếu mà ai mua cả cặp loa này với cái center này thì bên mình sẽ có giá rất đặc biệt, thanh lý lần hai cái, đó là 25 triệu cho một cặp loa cộng với center luôn. Ok ha, rất ưu đãi nha. Mọi người có thể liên hệ nhanh nhất có thể sau khi ký up cái clip này lên để mọi người nhận được luôn cái ưu đãi này. Một cặp loa S690 cộng một cái S625 cùng màu làm phòng phim tuyệt vời luôn. 25 triệu. Ok. Cuối cùng là bên mình có một dòng monitor. Thật ra dòng này bên mình trước đây mình bán khá là nhiều, tuy nhiên mình không có duyên với cái dạng bút xem này. Nên là mình hôm nay mình lên mình thanh lý nó. Ok. Thì giá thanh lý thì mình cặp này thì thật sự là rất mới luôn, gần như là chỉ có khui thùng ra để thôi. Và mình cũng chưa có test này kia, hầu hết là không có gì hết. Đó, này dơ không à, toàn là bụi phấn này kia, tại bữa mấy anh em làm thạch cao dơ lắm. Cái này lau lại chùi cái là sạch, mọi người có thấy gần. Con này thì nghe nhạc thì ở mức độ tương đối thôi nha mọi người, còn xem phim thì quá tuyệt vời. Với những cái màn cong như thế này thì xem phim rất tuyệt vời. Ok. Những cặp này mọi người mua về làm book sale dành cho surround cho xem phim thì có tuyệt luôn. Và cái giá thanh lý cho mọi người nó rất là sốc luôn. Cặp này chỉ 4 triệu thôi. 4 triệu cho một cặp loa mọi người có thể mua về nghe nhạc nè, xem phim nè. Mọi người có, đương nhiên mọi người âm đi sẵn ở nhà rồi thì mọi người cứ nối dây mọi người xài thôi. Đương nhiên Thiên Vũ sẽ có sẵn hàng những cái dòng sản phẩm này, Thiên Vũ sẽ đảm bảo cho mọi người là thứ nhất là bảo hành 1 tháng cho mọi người. Thứ hai nữa là những dòng này là bên mình đảm bảo là chất âm nó vẫn còn hoạt động bình thường, chứ không phải là mọi người có thể lên mọi người thể trải nghiệm xong xuôi đâu hết mọi người mới có thể, mới mua về cũng được, không vấn đề gì. Showroom thì bên mình đã có sẵn trưng bày sẵn đây rồi, sản phẩm đây là người thợ Việt khác thôi, thì mọi người cứ đến showroom trải nghiệm. Thích thì mang về, không thích thì thôi, bởi vì mình biết là cái phần high-end này nó sẽ hơi, cái phần hi-fi này sẽ hơi khác bên karaoke một xíu, tức là hầu hết là mọi người nó sẽ có gu và mọi người sẽ phải nghe thử, thì ok, bên mình có sẵn sản phẩm, mọi người đến trải nghiệm nhé. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người 5 cái deal rất là ok, rất là tuyệt vời của các sản phẩm bên hi-fi mà bên Thiên Vũ đã gửi cho mọi người. Thì nếu mọi người thấy clip này hay, mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn, mình tìm kiếm nhiều sản phẩm, tìm kiếm nhiều deal hơn để đưa tới cho mọi người. Và mọi người có thể đón chờ xem tháng 11 này bên mình sẽ có những cái deal cực kỳ sốc bên mảng karaoke dành cho khách hàng của Thiên Vũ Audio. Mọi người cùng đón chờ nhé. Bye bye.